Nơi ấy bình yên chính là nơi cất lên những cảm xúc chân thành và chan chứa yêu thương dành cho gia đình. Cái tình cảm gia đình một cái khát khao mà đôi khi tưởng chừng rất là giản đơn mà nó rất khó. Sự đoàn viên trong gia đình là cái mong ước của tất cả các cô chú. Cho nên có được cái giây phút đó thì chúng ta nên trân quý. Kể từ khi con thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều như lo lắng. Sáng trăng giờ đây đã khuất xa, còn trăng là ký ức nhạt nhòa. Giọng hát của hai con giống như giọng hát khủng long vậy đó. Văn minh sang trọng, cảm xúc cuốn hút một cách kinh khủng khiếp. Cô có quyền tự hào về một cái thế hệ kế tiếp. Đón xem chủ đề Nơi ấy bình yên để lắng lòng cùng những ca khúc đầy yêu thương về gia đình ngay bây giờ. Xin chào, Minh Sư xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí năm 2019. Chúng ta có tới 6 tập thi, sau đó thì chúng ta mới tổng kết số điểm và sẽ loại trừ sau. Trước khi đến với chủ đề, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ thành phần rất là quan trọng và đáng yêu của chương trình. Xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo của tuần này, xin mời. Chị Trang ơi, hôm nay hai chị em mình là cây nến hồng đó, thì tụi mình là con ở trong nhà rồi, cho nên rồi. Mình chào ba chào mẹ đi. Cho nên hồi nãy đi ra là nhảy chân sáu đó. Đúng rồi. Dạ con chào ba. Con chào. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Bây giờ anh đã biết tại sao là ban biên tập bắt anh mặc đồ xanh. Hãm hại, cố tình hãm hại đó. Tại vì ban biên tập là suy nghĩ rồi, mẹ là cây nến xanh cho nên bắt Đoan Trang là thì mẹ Trang mặc đồ xanh. Xanh chứ. Đúng nhưng rồi. Mà đâu có chịu làm mẹ đâu. Đúng rồi. Muốn làm con thôi. Nói chung là cặp đôi mà. Hai chị em cho tôi ngày hôm nay là một đôi, một tràng hỗ tay cho màu hồng rất là ngọt ngào. Ủa quên. Ủa vậy là anh với anh Nam là đi về hả? Dạ không có, do không bây giờ thôi trả lại gia đình bên đây, trả lại gia đình bên đây. Sao xáo quá. Một lần nữa xin được giới thiệu ban giám khảo chính của chương trình, giám khảo Hoa Nhật Nam và giám khảo Đoan Trang. Và giám khảo khách mời của tuần này xin được giới thiệu nghệ sĩ Quốc Đại. Dạ không biết là cảm xúc của anh Quốc Đại khi quay trở lại sân chơi dành cho tất cả các bạn nhỏ, cảm giác của anh như thế nào ạ? Cảm xúc còn dâng trào khi mà sẽ được gặp lại những bé đã được khẳng định cái vị trí ca hát trong tất cả các cuộc thi trước rồi. Dạ. Và hôm nay là rất là nóng lòng để xem là cái phong độ của các con sẽ như thế nào, có giữ vững được sau cuộc thi hay không. Thầy mong rằng là sẽ gặp được các con với cái lửa dữ dội nhất. Nhưng mà thầy Quốc Đại hôm nay sẽ rất là bất ngờ. Tại vì trong các bé tham gia thi cặp đôi vàng nhí của mùa năm nay thì có rất là nhiều học trò cưng của thầy. Wow. Thầy sẽ bất ngờ vì sự tiến bộ của các con. Chủ đề của chúng ta tuần này, Nơi ấy bình yên, nói về gia đình. Cho Minh Sư hỏi nhỏ một câu là một người phụ nữ cũng đã có gia đình rồi nè, cũng có rất là nhiều công việc ở bên ngoài nữa, thì không biết là hiện tại chỉ dành thời gian và sắp xếp công việc gia đình và công việc của mình như thế nào? Tới thời điểm này là Trang rất là vui, bởi vì mình tìm được cái điểm cân bằng giữa công việc, sự nghiệp và gia đình của mình. Cho nên trong tất cả các lịch trình của Trang, khi mà Trang đi biểu diễn hoặc là đi quay thì Trang luôn chừa những khoảng thời gian dành cho bé Son, con gái của Trang, như là ông xã Trang. Có những lúc Trang dành cho ba mẹ của Trang nữa, gia đình anh chị em tụ họp lại. Cho nên Trang nghĩ không phải là quá khó để mà có thể sắp xếp thời gian cho cuộc sống của mình, bởi vì cái đó là lựa chọn của mình. Chính xác là như vậy. Còn anh Nam thì sao, vừa rồi mới thôi nôi bé nhỏ ở nhà nữa, thế thì sau đó mình có một cái bữa tiệc nhỏ của riêng gia đình của mình không? Thật ra thì cũng rất là bận rộn với nhiều cái lịch trình, cho nên rất khó để mà sắp xếp được cái buổi tiệc đó. Và ngoài thời gian với công việc ra thì lúc mình về tối mịt rồi thì con cũng đã ngủ. Yeah. Cho nên cũng hôn hít, nhưng mà con cũng không hề biết là ba đã về. Rồi sáng hôm sau thì thức dậy thì mới gặp nhau chút xíu rồi lại chia tay. Cho nên là cũng khá là buồn. Anh Nam là một người rất là kiểm nói, tại vì anh là một người đàn ông nhưng tình rất cảm là trầm lắm lặng nhưng mà rất tình cảm. Thôi mình về chỗ này.
Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đến với phần đầu tiên của chương trình. Và chắc chắn quý vị khán giả đang ở nhà cũng rất là hồi hộp chờ đợi xem những tiết mục trình diễn trong đêm nay là như thế nào. Đầu tiên sẽ được giới thiệu đến với tất cả quý vị một phong cách âm nhạc trữ tình lãng mạn sâu lắng, Bolero. Và ca khúc này sẽ được trình diễn bởi hai giọng ca nhí rất là đáng yêu, giống như tập trước sẽ là hai chàng hoàng tử mưa rồi. Vậy thì tuần này Tấn Bảo và Thái Hà sẽ xuất hiện như thế nào? Một tràng hô tay ủng hộ cho hai con, xin mời. Mong chờ
Và một tràng hoa tay thật lớn cho Thái Hà và Tấn Bảo ạ. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất là nhiều với sự hỗ trợ ngày hôm nay, đóng vai ba và mẹ đúng không ạ? Hai đứa hôm nay còn diễn xuất nữa chứ. Thầy Đại ơi, đây, con cưng. Thế không biết ngày hôm nay quay trở lại gặp con với ca khúc này cùng với Tấn Bảo nữa thì ba Quốc Đại thấy sao? Thì thật sự là hôm nay gặp lại con thì về cái phần phong độ mà hát, thầy cảm thấy rất là yên lòng khi mà con luôn giữ được cái phong độ đó. Và thầy mong rằng là cái phong độ này là con phải giữ và con phải phát triển thêm nữa nha. Từ lúc mà thầy làm việc với con thì cái phần diễn luôn là cái thầy lo nhất. Và hôm nay cái bài này mà vừa hát mà vừa diễn rồi đường dây đi đứng rồi, con nhớ là thầy mừng rồi đó. Lần đầu tiên con kết hợp cùng với anh Tấn Bảo, thầy cảm thấy đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời, bởi vì hai giọng của hai con hỗ trợ nhau rất là tốt khi mà hát cặp cùng với nhau, hát đồng âm. Đồng âm á. Đồng âm. Thì rõ ràng là cái độ dày ở giọng của Tấn Bảo nó hỗ trợ rất là tốt, cũng như là cái độ vang vang của Thái Hà hỗ trợ cả hai con khi mà hát song ca với nhau á, nó tuyệt vời lắm. Và thầy Đại cực kỳ ấn tượng ở giọng Tấn Bảo nha. Giọng con có cái độ dày rất là tốt. Dạ con cảm ơn Chúa. Cũng xin nói thêm là cái bài Đèn Khuya thì Đại là rất là thích và đã từng biểu diễn rồi. Cái phần Đèn Khuya ở bài này nó là người mẹ thắp đèn chờ con. Nhưng mà hôm nay là cái phần dàn dựng là Quốc Đại thấy là con lại chờ ba mẹ về. Và Quốc Đại nói ôi, và cái ý tưởng này như thế nào đây? Nhưng mà Quốc Đại rất là thích cái kết là khi về cả nhà đoàn viên, bởi vì cuộc sống mà phải lo toan nhiều thứ lắm, thì ba mẹ đi làm về trễ mà các con ngồi chờ là không chịu ăn, đợi ba mẹ về với ăn, cả gia đình đều ngồi cùng nhau ăn trong một bữa cơm với cái ngọn đèn đó. Thì Quốc Đại cảm ơn cái phần dàn dựng này đã cho Quốc Đại một cái cảm xúc rất là mới. Chúc mừng hai con đã có tiết mục tốt. Đúng, cảm ơn Chúa. Và bật mí với anh Quốc Đại là cái phần dàn dựng này là của đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Một tràng hô tay cảm ơn anh đã hỗ trợ cho các con có nhiều cái tiết mục tuyệt vời và cảm xúc giống như vậy. Thế thì không biết là với sự dàn dựng với các con ở trước đó, hôm nay trên sân khấu chính thức anh thấy như thế nào anh Nam? Nói chung là hai cậu bé Thái Hà với Tấn Bảo tiếp thu rất là nhanh, và hai bé cũng đã có những cái tình cảm nó đong đầy trong tâm hồn hai bé, cho nên là những cái sự hướng dẫn của các cô chú rồi các biên đạo thì các bé lắng nghe và tiếp thu rất là nhanh. Đúng là cái sự chia sẻ của bên anh Quốc Đại á, cái tiết mục này rất là đơn giản nhưng mà lúc mà đoạn cuối á, nó giống như một cái gì đó nó rất là nồng ấm, một cái khát khao mà đôi khi tưởng chừng rất là giản đơn, một cái bữa cơm gia đình mà sau tất cả những cái bộn bề lo toan cuộc sống thôi, tưởng chừng như vậy mà rất khó trong đời sống hiện nay, trong những lo toan của tất cả nhiều người. Cho nên có được cái giây phút đó thì chúng ta sẽ nên trân quý, bởi vì đôi khi có người sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ, hoặc là có người sẽ khó có cái cảm giác mà đông đầy bên cái ngọn đèn khuya mà ấm áp như vậy lắm. Cho nên là hôm nay hai con làm vậy, Chúa cũng cảm thấy rất là vui và rất là xúc động. Cảm ơn hai cái phần hát và diễn của hai con. Dạ con cảm ơn Chúa. Cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Những bài học này rất là giá trị đó nha. Lưu ý là chúng ta phải nhớ, nếu như mà bố mẹ của mình không có nhiều thời gian bên cạnh thì mình phải tự lập và tự yêu thương nhau ha. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Còn cô Đoan Trang thì sao? Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của cô như thế nào ạ? Một bài hát rất là nhẹ nhàng tụi con, và dàn dựng cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa con cũng vẫn dùng cái giọng hát đẹp của mình để thể hiện một cái tiết mục rất là trọn vẹn và bật lên cái thông điệp rất tích cực, đó là sự đoàn viên trong gia đình. Điều đó là cái mong ước không chỉ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam mà của tất cả các cô chú, tất cả những người lớn. Mong cho các con luôn được có đầy đủ bố với mẹ. Và như bây giờ tụi con đóng cái vai là vai hai anh em lúc hồi nhỏ, là hồi tưởng lại ăn cơm với bố mẹ. Nhưng mà khi mai mốt hai đứa con lớn rồi trở thành kỹ sư, bác sĩ hay là gì đó trong xã hội, để kiếm được những cái giây phút bên ba mẹ, bên gia đình là rất là khó. Cho nên những ngày tháng này cố gắng rất là phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, ở bên cạnh ba mẹ nha con, để mình lớn lên mình sẽ có những ký ức rất là đẹp. Chúc mừng hai đứa con. Tụi con đã làm rất là tốt. Tấn Bảo và Thái Hà,
Quý vị thân mến, ca khúc đầu tiên của Tấn Bảo và Thái Hà là một ca khúc về gia đình, có ba, có mẹ, nhưng tiếp theo sẽ là một ca khúc viết riêng về cha thôi ạ. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chào đón lên sân khấu ca khúc Cha, một sáng tác của anh Tuấn, Ngọc Nhi và Nhật Minh, xin mời. Nhật Minh và Ngọc Nhi. Trời ơi, hôm nay còn đọc rap nữa. Để coi coi cái phần rap vừa rồi đã có thuyết phục được ban giám khảo hay không nhá. Xin mời cô Đoan Trang ạ.
Cô thấy sau gần 2 năm gặp lại, cô rất là vui khi thấy Nhi tiến bộ nhiều lắm. Con biết cách xử lý làm sao trưởng thành hơn trong cái phần biểu diễn của con. Thì cái đó là cái không phải bạn nhỏ nào cũng có cái độ sâu, độ tinh tế để mà nhìn ra, để mà điều chỉnh bản thân mình. Cái đó rất tốt, gìn giữ điều đó con ha. Còn với Minh cũng vậy, Minh hát cũng rất là khôn. Chỗ nào cần phải bỏ nhỏ, chỗ nào cần phải bung lực ra, rất tốt. Và các con đồng điệu từ trang phục cho tới cách biểu diễn, tất cả mọi thứ. Mặc dù hai bạn là nam nữ nhưng mà hát một cái ca khúc rock về cha cũng có gây được cảm xúc của mình qua cái giọng hát và phần thể hiện của mình. Cô rất là thích tiết mục của tụi con, chúc mừng tụi con. Còn thầy Quốc Đại, sao thầy? Ở cái tiết mục này thì hai con đã hát rất là tốt. Ước gì cái đoạn mà hát đôi á, tụi con có thêm bè vô nữa thì nó sẽ tuyệt vời ở ca khúc này hơn nữa ha. Nhưng mà thầy rất là thích cái máu lửa khi cả hai trình bày ca khúc này. Và cái đoạn rap thì quá dễ thương, quá ấn tượng. Lúc mà thầy nghe thầy nổi hết da gà cái đoạn rap. Thầy rất là thích cái đoạn rap đó luôn. Nó đẩy cái cao trào của bài hát lên. Vâng, đó. Rồi quá ha. Rõ nghe từng rõ lời rồi. Chứ như cô với thầy Quốc Đại mà hát đọc cái rap đó là nhai lưỡi. Lúc đó là đọc thơ rồi chị. Cái đoạn đó là đọc thơ rồi nha. Còn cái phần lên tông cũng rất chính xác luôn con ơi. Rồi khi mà vừa xong cái đoạn B trở lại cái đoạn A nhẹ nhàng. Nhỏ. Nhật Bình làm rất tốt con nha. Chúc mừng hai con đã có tiết mục tuyệt vời. Dạ. Càng ngày các con sẽ càng bật mí cho bà giám khảo nhiều cái điều hấp dẫn dữ lắm. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Hình như chú nghe là trong này là có cái lỗi mà nó thuộc về chàng trai, đúng không? Chàng trai Nhật Minh. Con đang hát thì nó nuốt bị nước miếng, nuốt nước miếng thì con bị nghẹn, con bị mất cái chữ đó. Chờ trong ký ức mong người trở ra gánh chuột con, gánh chuột con, gánh chuột con. Ai chơi kỹ sợ. Hai con đang hát mà ăn xoài, ăn me ở dưới. Vậy cho cô. Cho cô sẵn tiếp cái ý của chú Nam để mà nhắc tụi con thêm. Nuốt nước miếng á, mà nói một cách lịch sự hơn là nước bọt. Thì nó cũng giống như lấy hơi vậy đó con. Hát xong một câu là phải lanh trí, lấy hơi thật nhanh và đồng thời nuốt nước miếng thật nhanh. Đó là một trong những cái kỹ thuật mà mình bên lề mình nói cho nhau nghe, về nhà phải tập nha con. Cái giọng hát của hai con á, nó đã, chú nghĩ giống như giọng hát khủng long vậy đó. Hai đứa cái nội lực rất rất là lớn. Cho nên nó đã bao trùm cái không gian của sân khấu cho tất cả rồi. Cho nên là xí xóa cái lỗi đó của hai con nha. Nhưng mà lần sau mình sẽ điều tiết như thế nào đó để mình không bị hư những cái câu hát của mình, nó bị uổng nha con. Mình giọng hát khủng long, không phải ai cũng có được chuyện này. Một lần nữa hãy ghi nhớ hai nhân vật khủng long rất là đáng yêu, khủng long con. Xin được dành một tràng pháo tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một liên khúc viết về mẹ, ca khúc Mẹ Tôi của Trần Tiến và Gánh Mẹ của Quách Bim sẽ được trình bày ngay bây giờ trên sân khấu với sự hoa giọng của cặp đôi vàng rất là đáng yêu luôn, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, xin mời! Xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng,
nhìn cha thương cha chỉ lớn không. Tuổi già ướp mặt con hạnh phúc chẳng từ gian nan để con gánh mẹ đừng cắn giờ khi mẹ mất buồn mang gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm giông những ngày đắng cay là sắp xa cây lờ đâu lá rụng tội này gánh sao mẹ ơi sóng biển dạt dào con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn Sắc Màu. Chắc là phải chia sẻ điều này với tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả. Quỳnh Anh cũng không ở gần với bố mẹ nữa, bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh học tập ở trong này luôn. Còn bố mẹ thì ở ngoài quê, con cũng không có nhiều thời gian về với gia đình á, con có buồn không? Dạ có. Thế thì ngày hôm nay nè, thông qua sóng truyền hình con muốn nói gì với bố mẹ mình không? Bố mẹ ở nhà yên tâm và giữ gìn sức khỏe, con trong này học rất là tốt và sẽ thực hiện được niềm đam mê của mình ngày càng tiến bộ hơn. Con có yêu bố mẹ không? Nói con thương bố mẹ con gái. Ba mẹ thương mến.
Chắc thôi, sao vô tới tôi cũng vậy vậy ta? Ê, khó quá, cho qua đi Minh. Thôi cho qua đi. Dạ vâng, thật sự ra thì Minh Xù nghĩ rằng cái lời mà nói là con thương bố mẹ thì mình nghĩ rất dễ, nhưng mình thực hiện, mình nói ra điều đó rất là khó. Cho nên hy vọng rằng ngày hôm nay, sau cái sự bối rối của chúng tôi trên sân khấu này, thì quý vị khán giả xem truyền hình cũng sẽ nói cái điều này ngay lập tức với bố mẹ của mình nhé. Con thương bố mẹ nhiều lắm, I love you. Vâng ạ. Không biết ngay lúc này thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì muốn chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào ạ? Xin mời anh. Thôi, hai bài hát liên khúc rất là hay, Mẹ Tôi và Gánh Mẹ, với những cái ca từ nghe như là nức nở ha, nghe rất là bùi ngùi và nhớ thương mẹ của mình vô cùng. Hai con nhớ mẹ không, và hát bài này cảm nhận như thế nào? Thì tụi con vừa hát nhiều, vừa nhập tâm vô những ca từ trong bài hát, vừa cảm nhận đến và nhớ đến những lần mẹ chăm sóc mình. Cảm ơn con. Ok, nhưng mà trong bài hát này còn có cha nữa, thì rất là dễ thương. Hai con hát rất là tình cảm, và chú cũng cảm nhận được nhiều cái lắc cắt, giống như những cái giai đoạn thời gian từ nhỏ, rồi người mẹ mang thai, rồi những đứa con lớn lên rồi trưởng thành, rồi qua những cái trăn trở và những cái suy nghĩ của người mẹ cha trong cái cuộc đời, những cái sự suy nghĩ về công việc, về những cái điều bất đắc chí thì chẳng hạn của người cha, vân vân. Tất cả những điều đó nó đã được thể hiện trong cái bài hát này. Thì chú rất là thích hai cái giọng hát của cả hai đứa. Rồi, tuy nhiên trong cái bài này thì chú chỉ có một cái là chú thấy là cái phần những cái đoạn hát trầm của Đức Vĩnh á, nó hơi mờ và chú không có nghe rõ lắm. Nó có hơi thấp so với con khi mà chọn cái tông này cùng với Quỳnh Anh không? Hay là như nào nhỉ cô Trang? Tại vì giọng của Vĩnh á, là đang trưởng thành, đang tuổi lớn á. Giọng của con bắt đầu mất đi cái độ vang của trẻ em á, và bắt đầu hình thành cái giọng nó lớn hơn. Cho nên cái đó là một cái chuyện rất là bình thường. Khi mà con qua cái tuổi dậy thì á, thì cái giọng của con nó sẽ ổn định trở lại. Cho nên cái lúc này sẽ là cái khoảng thời gian khó khăn trong giọng hát của con. Cũng không cần hoang mang gì đâu, cái đó là nhưng mình mà bù phải... lại là hiện nay là giọng của con đã dày hơn rất đúng nhiều rồi. Dạ. Cái may mắn là dày. Đúng rồi, khi mà càng lớn hơn thì giọng của con nó sẽ bớt vang lên, mà nó có muốn còn vang đi chăng nữa thì cái đó nó qua một cái câu chuyện khác, đó là câu chuyện của bài học thanh nhạc để con giữ được độ vang. Tuy nhiên theo cái lẽ tự nhiên là giọng của con sẽ dày hơn và nó đầy hơn, thì cái đó cũng là một cái lợi thế. Cho nên mấy cái đoạn đầu con hát rất là tình cảm bởi vì nó có độ rền à, nhưng mà mấy nốt cao bắn lên á, thì phải để dành hơi hoặc là phải giấu đi cái khuyết điểm của mình. Dạ. Thôi con ha. Cảm ơn cô Trang. Còn thầy Đại thì sao ạ? Thầy Đại là ấn tượng hai đứa con là từ cái Tuyệt Đỉnh Song Ca rồi, nên gặp lại ở đây thì thầy Đại sẽ khó hơn mấy bạn khác một xíu. Nhưng mà hôm nay thì thầy rất là hài lòng về cái tiết mục này của hai đứa con. Nếu như mà Quỳnh Anh một cái gì đó nhẹ nhàng đầm thắm, là một cái nền rất chắc, thì ở Đức Vĩnh là một cái sự máu lửa đầy tràn đầy năng lượng. Hai đứa con kết hợp lại trong cái liên khúc này tạo cho thầy nhiều cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc luôn. Và hai con đã kết hợp rất là tốt, rất giữ phong độ, thậm chí còn phát triển hơn nữa rồi. Thầy vẫn cảm nhận được trọn vẹn cái ca khúc này qua giọng hát con. Và một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Một tràng hô tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Quý vị thân mến, với chủ đề Nơi Ấy Bình Yên tuần này thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều tiết mục trên sân khấu đến từ các con, nói về gia đình, về ba, về mẹ. Nhưng mà dù tin hành động là quan trọng nhất. Nếu như chúng ta là những người con, hãy thực hiện những điều giúp cho bố mẹ vui, và có thể là giúp việc nhà đối với tất cả các con trẻ, hoặc là đối với những người lớn như mình xù đây, thì phải thật sự là thành đạt và sẽ luôn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Và thôi thì nói có sách, bách thì có chứng, thì mới là lời hứa đến từ các con, đúng không ạ? Và ngay bây giờ sẽ là một ca khúc là lời hứa của các con dành cho bố mẹ của mình. Xin được giới thiệu ca khúc Lời Con Hứa với sự thể hiện ngay bây giờ của Kim Jae Bin và Cẩm Tú. Xin mời. Suốt cuộc đời
ánh mắt của cha, của mẹ. Từng giọng nói mãi ấm áp bao ngày qua còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh. Rồi từ đứa sẽ cố gắng công phục công lòng đầy sợ để đi vui còn mãi trên nụ cười. Cẩm Tú, chúc mừng. Hai trang phục rất là dễ thương. Chú ước là hồi xưa chú được đi học mà mặc đồ trang phục như này. Không được đâu, mặc quần xanh áo trắng, rồi đeo khăn quàng đỏ rất là mộc mạc thôi, chứ không có được style như thế này. Hai con diễn cũng rất là dễ thương. Những cái vũ đạo trên sân khấu tuy nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là ngây ngô và đáng yêu. Cô Trang với chú Đại rất là nhớ về cái tuổi thơ của mình ha. Nhìn thấy những cái con điểm 10 hay là những bài tập làm văn hay là những con toán gì đó thì thấy nhớ, nhớ vô cùng. Thời đó thì rất là sợ. Đôi khi vừa thích nhưng mà là sợ đến trường. Nhưng mà nếu mà mùa hè thì rất là nhớ, đúng không ạ? Đúng rồi, lúc mà đi học cứ nói trời ơi sao mà mau già đi, mau lớn đi, khỏi đi học đâu mà quá. Mà bây giờ cứ nhìn lại cái nói trời phải chi hồi đó là hồi nhỏ lại. Hồi nhỏ bây giờ cho nhỏ lại đi. Bởi vì con người mình nhiều cái. Những cái điểm 10 vô cùng gọi là ước mơ đó. Hồi nhỏ là gì nhiều điểm 10 như vậy. Ôi dạ chị. Thôi Trang giấu cho, Trang học giỏi lắm. Dạ biết mà. Rất là giỏi luôn. Đó, và tập trước thì Kim đó là có vẻ hơi bối rối hơn, nhưng mà tập này chú thấy con đã thoải mái hơn trong cách hát rồi cách đi đứng trên sân khấu. Còn Cẩm Tú thì luôn luôn là dìu dắt bạn mình hết, vì con có bản lĩnh hơn, con có kinh nghiệm nhiều hơn. Cho nên là những bước nhún nhảy hay là này kia thì con đều chủ động hết. Thì chú rất là thích tiết mục này, dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam. Dạ xin mời tiếp tục cô Đoan Trang. Hai đứa con rất là đáng yêu. Cô tin là tụi con sẽ thu hút được cái lượt view rất là cao bởi cái độ dễ thương của hai đứa con.
Rồi, hai đứa con, cô góp ý ha. Tú, con có một cái vóc dáng rất là xinh xắn, gương mặt sáng sân khấu, con vừa biết hát, vừa biết vũ đạo nữa. Con có nhiều thế mạnh so với các bạn lắm, cho nên con phải rèn giũa thêm thật là nhiều nữa để cho mọi thứ nó sắc bén hơn nha con. Khi mình hát, mình bè thì mình phải giữ chắc cái âm bè của mình phải tập cái đó kỹ. Với lại hát phải nghe cái âm của bạn, tại vì bạn Bin á, âm thanh của bạn nhỏ hơn âm thanh của con, cho nên con phải cố gắng lắng nghe ha. Còn với Bin cũng vậy, hát tuần này đã tự tin hơn tuần trước rồi, nhưng cô muốn con phải thể hiện mình hơn một chút xíu nữa ha. Hát cái giọng đưa cái mic phải sát vô, tại âm thanh của mình đã nhỏ hơn rồi, đưa cái mic sát vô để cho hai cái âm thanh nó ngang đồng với nhau thì nó mới tạo được cái hiệu quả cao trong cái bản song ca của mình nha con. Hai đứa cố lên, cô rất là thích phần trình diễn của tụi con, cố lên dạ, nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Còn thầy Quốc Đại á, nhưng mà hai con ơi, tiết mục hai con dễ thương lắm, rất là nhẹ nhàng, rất là thu hút. Thầy dưới này thầy phải nhún nhảy theo hai con. Hai con yên tâm đi, cô Đoan Trang nói là góp ý vậy để tụi con hoàn thiện thêm ha. Tại vì đây là cũng là cái nơi tụi con học nữa. Với cái tiết mục này thầy rất thích, rất nhẹ nhàng, dễ chịu, hoàn toàn rất là relax. Dạ con cảm ơn thầy. Vậy là tụi con yên tâm ha, rất là nhiều lời khen có cánh dành cho tụi con rồi. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và một tràng hỗ trợ thật lớn. Chúc mừng cho Kim Chi Bin và Cẩm Tú. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau được đến với một câu chuyện kể về cảm xúc của người con khi nhớ về người cha quá cố của mình. Thực sự phải nói, đó cũng là một cái cảm xúc giúp cho chúng ta cảm thấy bình yên hơn. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay với sự trình bày của một bộ đôi được mệnh danh là Thúy Kiều, Thúy Vân của cặp đôi vàng nhí 2019. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của Phương Nhi và Cát Viên. Đẹp quá vậy. Giờ bóng trăng rồi,
Phương Nhi và Cát Viên. Cảm ơn hai cô gái rất là nhẹ nhàng ngày hôm nay. Tụi con làm thầy Đại xúc động quá trời. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được lắng nghe cảm xúc của thầy Quốc Đại luôn ạ. Đây là một ca khúc thầy Đại rất là thích luôn. Cảm ơn hai con đã mang đến ca khúc này. Rất là đẹp con ơi. Về mọi cái, về hiệu ứng sân khấu, ánh sáng nè, rồi là đèn led nè, rồi khói lạnh nè, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Rồi hai đứa con hòa giọng vô nữa, cho thầy nhiều cảm xúc lắm. Đây là một ca khúc mang nhiều tâm trạng lắm, cảm xúc phải đầy dữ lắm. Và hôm nay thì hai con với ở cái tuổi này mà hai con hát, truyền tải cảm xúc, chạm được trái tim của thầy rồi. Thầy cảm thấy điều đó là tuyệt vời. Thầy khỏi chấm về kỹ thuật, khỏi chấm về gì, khỏi nghe. Mọi thứ nó len lỏi vô trái tim của thầy. Thầy cảm ơn hai con. Cảm ơn. Một tràng hát tay nữa, cảm ơn cảm xúc của thầy rất là nhiều. Và tiếp theo sẽ được mời giám khảo Hoài Nhật Nam. Anh cũng đang rất là suy tư về chắc là về một cái tác phẩm rất là đẹp như thế này. Xin mời anh. Wow, hai con trong cái tạo hình như thế này giống như là hai thiên thần nhỏ đang đưa chúng ta về với một cái cõi phiêu diêu nào đó, một cái miền nhớ, một cái cõi ký ức của những cái nỗi nhớ nhung hình bóng của người cha của mình. Có thể là người cha còn hay là đi xa, hay là một người cha đã khuất, chúng ta cũng không rõ nữa. Nhưng mà đặt để vào từng cảnh ngộ của ai đó cũng sẽ cảm thấy rất là nhiều những cái ngậm ngùi, nhiều cái cảm xúc. Và hai con đã đạt được cái điều đó với cái giọng hát của mình. Nó mềm mại, nhẹ nhàng như một cái dải lụa. Nó đã bồng bềnh sương khói như là cái khung cảnh đã vẽ ra đó. Và những cái đoạn bè của hai con thì như là gọi là những cái cú ghi bàn quyết định luôn á. Gọi là đang cài vào với nhau một cách hết sức chặt chẽ. Và làm cho bản thân chú nghe cái bài này và rất thích. Giống như muốn nhắm mắt lại và tưởng tượng ra. Và chú cũng nhớ và nhớ rất nhiều những cái hình ảnh trong cái lời bài hát này đó. Và sao ta, xúc động, rất là xúc động. Xin được cảm ơn giám khảo Hoài Nhật Nam rất là nhiều ạ. Cảm ơn chú ạ. Cảm xúc sẽ đông đầy nhiều hơn với chia sẻ của cô Đăng Trang. Xin mời cô. Hai đứa con giống như thiên thần vậy, ở trong một cái không gian rất là đẹp. Và đẹp ở đây cũng do một phần, rất nhiều phần giọng hát của các con. Hai đứa con, Nhi với lại Viên, giọng hát của tụi con rất là mềm mượt. Nhưng mà ở những nốt cao tụi con cũng rất là mạnh mẽ. Cô chỉ tiếc chút xíu nữa là giá như có thêm nhiều bè nữa, một cái bè nhấn thêm, gây ấn tượng thêm nữa thì nó còn xuất sắc hơn nữa. Bài này là một cái bài thành công của tụi con. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng cho tụi con Phương Nhi và Cát Viên. Ngày hôm nay quả là một bữa tiệc về cảm xúc. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một điều mà mình dù tin là những người con khi mà không lắng nghe chia sẻ của bố mẹ sẽ không thực sự hiểu được việc này. Có những điều mà bố mẹ luôn luôn làm cho mình mà không bao giờ nói ra. Khi trưởng thành hơn thì chúng ta mới cảm thấy điều đó là mình phải trân trọng và yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Và xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể sẽ được trình bày với tiếng hát của Văn Minh và Ngọc Dầu ngay bây giờ. Xin mời. Mẹ ơi, xin đừng lo nha mẹ ơi. Mẹ yêu ơi,
khi còn ở bên mẹ luôn vô vẻ chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều như lo lắng con của mẹ đã khôn lớn mẹ của con cần ra hơn giọng nói ấm mắt chưa bao giờ lệ tan vã sâu dưng con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu dấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình tất cả cho gia đình lặng im câm nín mẹ là duy nhất trên đời mẹ đã quá vất vả rồi người dũng cảm tuyệt vời là mẹ mẹ ơi giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời mẹ từ áo sớm con mẹ yêu mẹ ơi giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời mẹ từ học sớm ơi và ngày thứ tám đến rồi là giây phút tuyệt vời mẹ hãy sống cho mình một ngày thật thành thơi cạnh bên có con rồi mẹ sẽ chẳng lẽ lời và mơ ước của đời thành hiện thực sớm thôi một tràng hoa tay cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Ôi ôi dễ thương nữa, thanh xuân gì đâu, con thấy chưa, cô đang răng vỗ tay rần rần. Cô ơi luôn cô ạ, cảm xúc của cô ngay bây giờ như thế nào ạ? Chưa bao giờ thấy cô đang răng khóc nhiều và xúc động nhiều. Không phải bài hát buồn hay là những cái gì bi lụy mới làm cho người ta rớt nước mắt, mà nhìn thấy các con như thế này trên sân khấu, nhìn thấy sự văn minh của các con, cô cảm thấy cô có quyền tự hào về một cái thế hệ kế tiếp. Cô xúc động bởi vì sự thông minh của tụi con, sự tiếp thu, sự lắng nghe và biết hòa quyện với nhau. Hai đứa con có cùng chung một cái nguồn năng lượng tuyệt vời con. Cái đó là cái điều rất là quý giá ở trong cái cuộc thi này, bởi vì nếu như hai bạn có chung năng lượng thì hai bạn sẽ có cùng một cái trái tim, cùng một cái phần trình diễn với nhau, đi tới từ đầu cho tới cuối một cách rất là trọn vẹn. Từ giọng hát, từ cái bè, Dầu ơi con hát rất là tốt, đặc biệt trong cái tiết mục này, bởi vì cái con biết cách đó là bung giọng của mình ra trong những cái phần solo, nhưng mà khi hát chung con biết bỏ micro xa ra để quyện với Minh, rồi con bè rất là chắc, con bỏ nhỏ, con gào, tất cả những cái gì của hai đứa con Văn Minh rất là chững chạc. Chúc mừng hai đứa con. Lâu lắm rồi thầy mới gặp lại hai đứa con. Trời sao mà dễ thương dữ vậy. Và hôm nay là hai con chọn cái bài này lại là một cái, đúng như cô Đoan Trang nói, là một sự thông minh cực kỳ. Có lúc Ngọc Dầu bè, có lúc Văn Minh bè, để thể hiện hết được cái khả năng của tụi con về cái cảm âm, về cái tai nghe. Vậy mới là song ca. Mọi cái tụi con kiểm soát được trên sân khấu, và hôm nay tụi con làm rất tốt. Thầy cảm ơn tụi con đã cho thầy nghe một tiết mục thật hay. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy. Dạ xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam đến với cảm xúc chia sẻ của anh ngay bây giờ, xin mời anh. Chú quá thích cái sân khấu đó, nó đã thuộc về hai con luôn. Và chú nghĩ rằng là hai con không cần cảnh trí, không cần đạo cụ, không cần tất cả ánh sáng, tất cả điều tối, và chúng ta nhắm mắt lại để nghe hai con hát là cũng đã cảm thấy trái tim của mình đó, nó đã rất là đông đầy rồi. Huống gì là nhìn thấy hai con, tất cả nó dễ thương và nó sang trọng và một cách nó cuốn hút chú một cách kinh khủng khiếp. Cái đoạn mà tất cả những gào thét lên á, hạ xuống, và sau đó là hai bạn thủ thỉ cùng với nhau á, nhạc rất là chill, rất nhẹ với dưới, thủ thỉ như là nói với cha với mẹ của mình á. Xong sau đó là nó chuẩn bị cho một cái trận cuồng phong ập tới phía sau nữa để kết. Ôi thì cái bản phối này rất là xuất sắc.
Dạ con cảm ơn chú ạ. Rồi bây giờ là cười tươi thật tươi lên nè. Chuẩn bị chào thật là nghệ sĩ đi vô nè. 2, 3, chào. Đó, chúc mừng tụi con. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại một tập thi đấu nữa của 6 cặp đôi rất là đáng yêu và rất là nhiều cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ Minh Dư đã có kết quả điểm số của các con, những cặp đôi rất là xuất sắc trong đêm thi tối nay với chủ đề Nơi ấy bình yên. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ lại 6 cặp đôi của tuần này. Xin mời Tấn Bảo Thái Hà, Nhật Minh Ngọc Nhi, Đức Vĩnh Quỳnh Anh, Kim Jae Bin Cẩm Tú, Cát Viên Phương Nhi và cuối cùng Ngọc Dầu và Văn Minh. Hy vọng rằng là với những điểm số tối ngày hôm nay của ban giám khảo dành cho tụi con sẽ là một cái động lực rất là lớn để tụi con có thể hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn với những tiết mục ở những tuần tiếp theo nhé. Rồi, thời trang thì rất là đa sắc màu, âm nhạc cũng như vậy. Và cảm xúc thì phải nói là ngày hôm nay đã làm cho rất là nhiều ban giám khảo xúc động nữa. Tụi con đã làm được một điều rất là tuyệt vời rồi. Cho nên là một tràng hô tay chúc mừng cho tụi con đêm nay. Rồi bây giờ ai muốn cao nhất giơ tay coi. Ai muốn điểm cao nhất giơ tay. Ủa sao hai đứa không giơ? Nói chung là bọn con sẽ khiêm tốn. Bọn con khiêm tốn, vỗ tay cho sự khiêm tốn nha. Vậy là khiêm tốn đó. Rồi, bây giờ chú Minh Sù sẽ được thông báo điểm số cao nhất ngày hôm nay là điểm 29,5 điểm, gần như là tuyệt đối. Xin được chúc mừng cho chỉ có duy nhất một cặp đôi nhiều điểm nhất mà thôi. Một tiết mục với giọng ca tình cảm, nội lực, viết về gia đình. Ủa hình như là 6 tiết mục đều về gia đình đúng không? À. Không có nhiều những cái sự minh họa, chỉ là đơn lẻ thể hiện thôi. Và mặc trang phục cũng có sự liên kết với nhau. Hình như ai cũng ai mặc cũng liên kết mà, với nhau. Minh ơi. Xin được chúc mừng cho ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể của Ngọc Dầu và Văn Minh. Wow, chúc mừng tụi con. Tối đêm nay tụi con là quán quân trong lòng ban giám khảo với điểm số cao nhất rồi. Nhưng điểm số từng vòng cộng lại mới quan trọng nha. 6 tập tụi con phải cố gắng lên. Đừng nghĩ là hôm nay mình giỏi rồi ngày mai là mình hời hợt ha. Mình phải cố gắng nhiều hơn. Có một cặp đôi về nhì, điểm số 29,25 điểm, thua có 0,25 mà thôi. Xin được chúc mừng cho một cặp đôi là một bạn nữ và một bạn nữ. Chúc mừng cho Cát Viên và Phương Nhi. Còn đây về ba, 28,75 điểm, là một cặp đôi. Sở trường của cặp đôi này là âm nhạc trữ tình bolero. Xin được chúc mừng cho về ba ngày hôm nay, Tấn Bảo và Thái Hà. Chúc mừng tụi con, rất là giỏi. Và có tới 3 điểm số bằng nhau về thứ tư trong thi tối ngày hôm nay, 28,5 điểm. Đầu tiên xin được chúc mừng cho Kim Jae Bin và Cẩm Tú. Thứ hai là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và thứ ba là Nhật Minh và Ngọc Nhi. Vậy là ngày hôm nay điểm số của tụi con cũng được công bố rồi. Và chương trình sẽ tổng hợp lại sau đêm thi thứ 6 thì chúng ta sẽ xác định xem là cặp đôi nào có điểm số thấp nhất. Còn bây giờ, hồi hộp hơn nè. Bây giờ sẽ là một món quà rất là đặc biệt đến từ ban giám khảo dành cho tiết mục ấn tượng nhất trong đêm thi tối ngày hôm nay. Xin được mời ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định thống nhất ạ. Chào tụi con, cô cảm thấy là tập thứ 2 này tụi con tự tin lên rất là nhiều. Các tiết mục rất là đều nhau, các con hát, các con lột xác được bản thân mình. Cái đó là cái điều rất là tốt ha. Cô xin được chúc mừng cho cặp đôi gây ấn tượng rất là mạnh cho ban giám khảo trong vòng thi lần này bởi cái sự đồng điệu tuyệt đối của hai bạn.
chúc mừng các con Văn Minh và Ngọc Giàu. Rất tuyệt vời. Vậy là đến thi tối ngày hôm nay, điểm số cao nhất cũng là cặp đôi ấn tượng nhất, xin được chúc mừng cho Văn Minh và Ngọc Giàu. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để trao cho các con một giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất tuần, đó chính là 5 triệu đồng. Một lần nữa xin được chúc mừng cho cặp đôi Văn Minh và Ngọc Giàu.